Thi hoa khôi liên trường, thả thơ, bút pháp, làng Việt Nam, quán đầu làng, đám cưới đầu năm, thi đấu nhảy hip hop là một vài sinh hoạt linh động tại hội chợ Tết sinh viên hàng năm mà cư dân vùng Lido Sài Gòn, miền Nam tiểu bang California hào hứng tham gia hưởng ứng trong mỗi mùa Tết Nguyên Đán hàng năm. Đặc biệt là đám cưới đầu năm, đây là một đám cưới truyền thống Việt Nam thật với chiêng trống. Bà con hai họ và đôi uyên ương trẻ được bố mẹ cho phép làm lễ cưới Việt Nam với sự chứng kiến của tất cả mọi người tham dự hội chợ Tết. Rất hào hứng. Vâng, rất là vui. Thật là hay khi có được một đám cưới truyền thống với cộng đồng và có họ ủng hộ chúng tôi. Tôi có một chút hồi hộp nhưng rất hào hứng. Như mơ, vì thường chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian, nhiều năm để lên chương trình. Và thật tuyệt vời khi được là tâm điểm của chương trình này lần đầu tiên trong đời. Ngoài các sinh hoạt truyền thống, hội chợ Tết sinh viên còn có nhiều tổ chức, hội đoàn và hàng trăm quầy thức ăn, đồ chơi, mua bán quần áo đặc biệt do giới trẻ Việt Nam làm chủ. Đây là cái tụi em dùng công nghệ in mới nhất là DTF. Thì cái hình in á sẽ in lên phim như vậy. Điều quan trọng nhất là tụi em ở đây để truyền bá lịch sử của miền Nam Việt Nam, ít nhất là cho các thế hệ trẻ hơn, bởi vì tụi em là những người sẽ truyền lại những truyền thống, di sản của cha ông, những người đến đây để tìm tự do từ những nỗi sợ, để được tự do khỏi chế độ cộng sản, tự do khỏi bị đàn áp. Thật ra em là một trong những người thiện nguyện trẻ nhất ở đây và em chọn đến đây giúp đỡ vì em nghĩ bảo tồn văn hóa của mình là rất quan trọng để nó không bị xóa đi trong tương lai. Tôi rất vui khi được nhìn thấy những thế hệ người Mỹ gốc Việt trẻ hơn đến đây thăm hỏi cái quầy này và nói chuyện về những di sản văn hóa và nguồn gốc của họ. Hội chợ Tết này còn có cả các cuộc thi viết văn và ca hát. Dạ con không vui vì được giải nghề và con được học thêm về viết văn. Lần này con viết thơ cho bạn. Tết là mùa lễ lớn của người Việt Nam và cư dân gốc Việt ở vùng Nam California dù xa quê vẫn có truyền thống mừng lễ rất vui vẻ, ấm cúng. Những sinh hoạt Tết ở đây là do các em sinh viên, những thế hệ người Việt đi sâu và sinh trưởng ở Mỹ tình nguyện tổ chức. Đây là năm thứ 41 của hội chợ Tết sinh viên này.